Dạ, em xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã trở lại trong video mới của em. Lần đầu tiên, em kính chúc tất cả cô chú, anh chị và các bạn, cả nhà mình có thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Và chiều ngày hôm nay là ngày 21 các bạn. Thì buổi sáng em có video chia sẻ cho tất cả cô chú, anh chị và các bạn mọi người đi như thế nào. Tất cả các lối đi vào dinh của chúng ta đều bị kẹt hết các bạn. Thì cô chú chọn những cái đường đông đi nhìn rất là dễ thương phải không ạ? Thì cô chú, anh chị và các bạn xem đón xem video đó, rất là thú vị và chi tiết luôn đó các bạn. Và tối hôm nay thì em cũng đặc biệt ghi hình một số nội dung chi tiết của buổi lễ. Đêm nay kể như là đêm chính các bạn, nên tối nay 12 giờ giao nhau giữa đêm và ngày thì mọi người sẽ diễu hành cũng như là lao kiếm của ông. Đó là một cây kiếm mà khi ông vắng mặt cách đây 150 năm thì còn để lại. Và tối ngày hôm nay là như thường lệ mọi người sẽ lao kiếm nha các bạn. Và đặc biệt hơn nữa, với thông tin em hỏi một số đồng nghiệp thì nói tối nay có nghệ sĩ Ngọc Quyền các bạn về đây để tham dự buổi lễ của ông. Nhưng mà em không có biết là chính xác hay không nha các bạn, em chỉ nghe một số đồng nghiệp nói thôi. Ví dụ như mà nếu có Ngọc Quyền về thì em sẽ đón ghi hình cho cô chú anh chị và bạn cùng xem, để cả nhà có thể tận mắt chứng kiến được các nghệ sĩ của chúng ta về đây dự lễ của ông. Rồi thì bây giờ em mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng với em đón không khí háo hức vào đêm nay nha. Thì buổi chiều này cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy mọi người đi cũng viếng khá là đông phải không ạ? Rất là đông luôn các bạn, càng lúc càng đông. Chứ hôm nay là ngày chủ nhật nên càng về tối thì mọi người sắp xếp công việc sẽ đi đến đây cúng viếng, trở lại tới phía chờ lao kiếm nha các bạn. Thì cái kiếm lao xong thì mọi người sẽ xin những cái khăn đó để đem về cho gia đạo bình an cho những đứa trẻ hao ăn chóng lớn. Điều đó diễn ra như thế nào thì mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng với em chờ đợi hao khí háo hức từ đây cho đến phiên nha các bạn. Đây là những vật phẩm mà các phái đoàn của chúng ta đang lần lượt đem vào cúng viếng ở bên trong này các bạn. Đây là các bạn, đây là cảnh mọi người chờ đợi phia để lao kiếm diễu hành này các bạn. Và đây chính là bên đền thờ Lò Gèn nha các bạn. Để em quay đôi nét cho cô chú xem, rồi tối nay em mời cô chú cùng với em đi diễu hành cũng như là lao gom các bạn. Đây mọi người mắc võng trải niệm cho mình, chọn cho mình một cái vị trí đẹp như thế này. Đây là buổi chiều ngày 21 nè các bạn, đây là cảnh tượng vào buổi tối nè các bạn. Thì giấc này cũng khoảng cỡ hơn 6 giờ chiều thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy trong và ngoài như thế này. Xem buổi tối mọi người đã như thế nào nha. Đây là đêm 21 nha các bạn. Qua đêm nay thì ngày mai mọi người sẽ chia tay hết rồi các bạn.
chơi 35 ngày. Em bé đang cuốn một chữ được trong miệng chơi luôn. Vậy thì bây giờ em mời cô chú cùng với em đến 12 giờ sẽ diễu hành kiếm nha các bạn. Khá là đặc biệt luôn đó. Một năm mới có một lần nha các bạn. Đây là cảnh mọi người đãi nè, xong buổi sáng nữa là mọi người chia tay các bạn đến một buổi lễ khác. Mọi người đang đốt hương để chuẩn bị làm lễ diễu hành. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng tham quan nha. Đây là ban tổ chức nha các bạn. Đốt những cây hương đầu tiên của đêm chánh lễ để chuẩn bị mọi người khép cửa lại để lau kiếm nha các bạn. Dâu đây nha. Dâu nha. Trong rồi hả? Hồi xưa ông theo hầu ông con cụ gần 100 tuổi nè các bạn. Ông là từng gặp Đức Thầy đó nha. Các bạn chắc này mọi người sắp xếp những cái bàn ghế này để chuẩn bị cho ban tổ chức. Mọi người sẽ diễu hành kiếm nha các bạn. Và đặc biệt hơn thì cô chú anh chị và các bạn nhìn thấy ông cụ khá là lớn tuổi luôn nè các bạn. Trên 100 tuổi luôn. Ông đã từng nghe nói là ông đã từng gặp Đức Thầy các bạn. Đợt 18 tháng 5 em có quay cụ một lần các bạn. Đợt này cũng rất là có duyên để gặp cụ lại đây cúng viếng. Lễ của Đức cụ quản. Ông lớn tuổi lắm luôn rồi nè. Dạ. Vậy các bạn
Thì cô chú anh chị và các bạn biết đó là ông là một trong những người đã từng gặp Đức Thầy chúng ta các bạn, là một trong những sáng lập ra đạo Phật giáo Hòa Hảo nha các bạn. Bây giờ ông lên đó cúng viếng rồi, là do giấc này quá trời đông nên không thể nào đi theo ông được các bạn. Ông lên cúng viếng rồi, ông còn thường thường thì ông hay về núi Tà Lơn các bạn. Bây giờ ông cúng xong rồi nè các bạn, ông đi xuống rồi nè. Cái này do tối quá không có quay được thấy rõ không á. Nè là để anh quen chứ. Lùi đưa đây anh. Đây các bạn, ông trên 100 tuổi nè các bạn. Ông là một trong những người đã từng gặp Đức Thầy nha các bạn. Hôm nay là ngày lễ lần thứ 150 của Đức Công Quảng. Đây là đêm cuối nên ông đã về đây trình lễ phía trước phần thờ ông tiên và chuẩn bị làm lễ lau kiếm. Xin mời cô chú cùng tham quan nha. Xem lại chân dung không. Có người bạn dò nè các bạn, dò giao chỉ nè. Ông hôm nay là 150 tuổi đó là. Dạ, kính trình Đức Ông Cố Phật đạo chủ sơ kỳ hương tốt. Dạ, 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 cũng là ngày kính mừng tại đệ Đức Ông Cố lần thứ 150 tại Kinh Trân Trung Bảy Hương. Hôm nay cụ ông nhà họ Nguyễn 100 tuổi có hướng dẫn thiện nam tín đồ chúng con trở về dự mừng ngày đại lễ. Nhờ ơn Đức Ông Cố gia hộ độ cho thiện nam tín đồ chúng con, xin nguyện cầu cho mùa đại lễ năm nay, cầu cho thế giới được hòa bình an lạc, đất nước Việt Nam được mưa thuận gió hòa, toàn thể đồng bào và nhân loại được hưởng vạn sự lành, hộ độ quá tánh vạn nhân, tiêu tan tình sự giải nước mê ly. Nam mô Đạo Phật. Dạ lại thơm Đức Phật Đức Ông Cố hai lại. Nam mô đây là các bạn, một tí nữa mọi người sẽ du hành hai cái đường này các bạn, bên trái và bên phải của em. Thì đây là vị trí đẹp nhất để em có thể ghi hình cho tất cả cô chú anh chị cùng xem. Thì em mời cô chú anh chị các bạn cùng chờ đợi giây phút thăng quan này nha. Dạ, thì bây giờ buổi lễ chính thức bắt đầu diễn ra các bạn. Em mời tất cả cô chú anh chị của bạn cùng theo dõi nha. Ở bên trong ơi phát cho đều chú ơi đằng này chú ơi dòng cho đều nha. Chú ơi cho bên đây đi chú ơi. Đây các bạn, thì những cái khăn này lau kiếm các bạn bây giờ sẽ phát cho bà con ở bên ngoài, nhưng mà số lượng ở bên ngoài quá đông mà số khăn thì quá ít các bạn, nên có một số bà con may mắn thì sẽ nhận được lộc của ông. Còn một số bà con đứng xa quá không biết có nhận được hay không. Dạ thì như thường lệ hàng năm, cô chú thức đến giờ này các bạn, thì thứ nhất là để xem cái kiếm của ông Cố được xuất hiện diễu hành ở chính điện 3 lần. Thứ hai là sẽ xin thỉnh lộc của ông về các bạn. Trong cái hộp á, để em trang. Để em trang. Lòng thành. Mình có hữu sự gì đó cái mình xin. Mình nghĩ là cái khăn này cũng như là mình thỉnh dễ dàng bên Hòa Hảo để về bên. Dạ đúng rồi. Là sáng mình cúng mình uống, chiều mình cúng mình uống. Gà. Có gà đó. Rồi các bạn bây giờ
bây giờ là giây phút quan trọng nhất là bây giờ đã xuất hiện ra ngoài các bạn. Để mời tất cả cô chú anh chị mình cùng xem nha. Đây là bên nghi lễ nha các bạn. Dạ, đi tới 3 vòng nha các bạn. Đừng có đụng con, đừng đụng con. Đây thanh gươm này các bạn đó, đây là sao là giỏ này các bạn. Nhớ xíu nha. Dạ, đi tới 3 vòng nha các bạn. Một vòng rồi đó các bạn, đi tới 3 vòng nha các bạn. Thì do tụi em không có vào bên trong được nên đứng ở ngoài chờ đợi, thì đây là một trong những giây phút khá là quan trọng nên mọi người đã xuất hiện ở bên ngoài các bạn, diễu hành lần thứ nhất rồi. Còn 2 vòng nữa, em mời cô chú anh chị các bạn. Dạ, 3 vòng. Cùng theo dõi tiếp nha các bạn. Bây giờ thì vòng thứ 2 nè các bạn, kế tiếp. Một năm chỉ có một lần các bạn, chỉ có đêm nay, duy nhất đêm nay thôi cô chú mới có thể thấy được thanh gươm của ông cố nha. Đây là một trong những báu vật mà ông cố chúng ta đã tác chiến trong thời kháng chiến chống giặc ngoại xâm các bạn. Rồi, đây là vòng thứ hai. Đây, thì vòng thứ hai đã kết thúc rồi các bạn, chỉ còn một vòng nữa thôi. Thì cô chú anh chị các bạn nhìn thấy phía sau lưng của em đây, hàng ngàn người luôn nè các bạn. Vui không bà, vui không bà? Vui không, vui không? Là trước giờ bà có thấy thanh gươm xuất hiện lần nào chưa bà? Chưa thấy. Lần mới thấy lần này đúng đó hả? Rồi, ơi, bà. Châu Nguyễn nhiều lần mà không bao giờ thấy. Dạ. Nên ông đóng cửa ra. Dạ, rồi. Vậy là bà cũng có duyên lắm rồi đó. Dạ. Rồi, thì bây giờ dòng kế tiếp các bạn. Em mời cô chú anh chị mình cùng xem nha. Thấy cái gom dài anh Thiện, đó là
vũ khí tất cả. Đây là đây mấy trăm năm rồi đó các bạn, hơn 150 năm trước khi đức của Quảng Văn Mặc. Hơn rồi, 150 năm. Thì do ông cùng với ông Tố cùng với các nghĩa sĩ nghĩa quân đây cùng rèn này, cùng rèn lên những thanh kiếm này. Chồng thứ ba cũng đã xong các bạn. Thì thông qua video này em kính chúc tất cả cô chú anh chị và các bạn, cả nhà mình luôn dồi dào sức khỏe, an lành hạnh phúc bên gia đình và người thân nha. Chúc cả nhà mình luôn luôn làm ăn phát đạt. Sau khi xem xong video diễu hành thành gom cách đây gần 200 năm không? Tập trung phía trước chánh điện, phía trước dinh Sơn Trung để xem những gì cũng trọng đại như rồi. Đây rồi, gần tay vừa làm lễ xong ở bên trong, giờ ra bên ngoài tạ lễ nè các bạn. Đây bà để những cái dòng của hạt để lên đầu luôn các bạn, cầu cho mình sức khỏe nha. Dạ rồi, dạ rồi, cảm ơn bà. Tinh tấn tu hành đấy là được rồi. Ơi là cho nó hết bệnh trước rồi. Dạ rồi. Bước là lẹ đi. Thông cảm chú ý tuổi già. Ê Thuận ơi. Hương Thuận ơi. Đây người trước thôi đây. Kiếm cho con cái khăn. Tẩm con cái với chú. Tẩm con cái với chú. Em nhớ tôi mới vừa. Chú có hai cái được nào rồi. Lấy chú lắm. Thắp ngang chưa quý vị? Chưa, đi gần tới này hả? Chưa. Một thằng ba cây đó, tím nhiều thằng. Hai thằng cây hả? Ủa, dạ mà. Không? Đó chạy không? Đi đây, đi đây, đi đây.